Có cả loại xám nhỉ anh nhỉ? Có cả xám, cả đen. Uống nước là nó cũng kiểu như lợn gặm vào cái này, động vào cái này là nó à, tự động hết này. Tức là ở đây toàn cái hết à anh? Ở hai dãy này toàn cái. Bên này được à? Được tí kia. À được tí em lấy là bên này à? Không, đấy là này, có thịt bên này. À. Loại được đấy là để xong bán anh. Ở đấy cũng đừng có chó. Chuột la. Ôi đẹp nhỉ. Cái này giống ở đâu anh? Bắt trên bãi đầu. Chuột. Đẹp nhỉ. Ghi số cân hết đây rồi à? Không. Đấy thì hôm đợt trước thì thêm chói ấy. À. Anh cho ăn cái gì đây? Ồ, toàn loại cỏ này thì ở vườn nhà em nhiều mà. Nhiều mà cho đời trong ba. Còn dưới này run quế. À, đây là run quế à? Đâu, có con run nào lên không? Ồ. Đây run đây này các bạn mọi người. Lấy cái này bán luôn à hay là ấy anh? Cái này mình lấy cho gà vịt. À cho gà vịt thôi chứ. Ăn của phân thỏ luôn nhỉ? Ăn trực tiếp luôn đấy. Nào, nhiều thế. Có cả rượu run quế phải không anh? Cũng chả rõ đâu. Cái này nó làm sạch đi, nó làm cái gì nhỉ? Ruốc. Trước nó làm bảo làm cái gì nhỉ? Này, trung bình nó đẻ như này. Đấy. Này đẻ hẳn 5 con, 6 con à. Thường nó cứ 6 7 con. 6 7 con một lứa này, ăn à, chiến thật thế chứng tỏ nuôi cái này nhanh ra sản phẩm đấy nhỉ. Trước thì nó bắt cái loại từ 2 cân 2 ấy thì nó ổn. À. Là bây giờ nó cầm có loại to hơn. Đây là mấy ngày tuổi đây anh? À đây, ghi ngày tháng từ thế đây. 10 tháng 4. Còn 10 nữa. À đây đây. Đẹp thế. Thỏ con. Này này con lạ à. Giống bố nó. Con bảo là con thỏ bướm đây à? Bướm đây, bướm gì đấy. Con này là con bướm. Tại sao nó gọi là bướm anh? Giống nó nhìn như bướm mà. À. Đây chú thỏ bướm này. Thôi thì nữa mình sẽ làm một con về để đánh tiết canh vậy. Nhìn nó đẹp này nhưng không đỡ ăn đâu, nhưng mà nó là thực phẩm thôi mà. Còn loại kia gọi là gì anh? Con loại đen đen kìa. Thỏ đen thôi. Ừ. Nó lai thôi. Hôm nào có thời gian nói chung có thời gian kìa. À, đây một dãy chuồng này, hai dãy, ba dãy này, bốn dãy, năm dãy chuồng. Và mỗi một dãy thì lại có hai cái khung như này. Thế này phải anh phải dành một người để chăm nó nhỉ? Không, cái này mình tranh thủ mà. Ít này. Nói chung nếu mà chăm với nó phải tầm 100 nái. À. Đây cái này là mùng 10 tháng 4 các bạn ạ. Đây, 10 tháng 4 này. Con này thì mùng 2 tháng 4 chắc to hơn tí. Con. Nhanh hơn rồi. Này, mùng 2 tháng 4 này. Bên này lại bên này cũng 10 mùng 2 tháng 4. Cái này chắc 25 tháng 3. Món này thì to hơn này. Bằng này là bán được chưa anh? Chưa, nó phải bằng này này, là mình bán này. À nó phải bằng đấy. À đây bằng. Còn như bọn này là đang chuẩn bị khoảng xuất rồi đúng không? 2 3 hôm nữa là tách này. À. Còn như bọn này là xuất này. Này xuất giống là như này. Giống thì bao tiền con anh? Nó đôi à? Tính đôi à? Tính đôi. À. Đôi 130. 130 đôi. Đấy nó có kiểu là mình có giống một hôm có thể phối được 6 con, 4-5 con. Nhưng những con này, những con này là nó phải 4-5 cân đấy anh nhỉ? Nhưng con này nó, con to nó chỉ hơn 4 cân, đấy, con này nó hơn 4 cân. Con này cũng bằng phần dưới. Con kia đẹp thế, con xám cũng đẹp thôi. Nói chung là thỏ để nó hơn con to lắm. Thế thôi, thôi anh làm cho em một con à? Con đấy chắc được con đấy khoảng 3 cân này anh ạ. To chưa?
Rồi ok, lấy con này đi. Được. Ôi không chạy nhỉ? Thôi, tí nữa về tay út nhá. Tít canh. Người ta bảo là cầm thỏ phải cầm bằng tay. Tay bây giờ nó cầm tay nó hay dãy là nó đứt mạch máu. Rồi đi nha anh nhỉ. Anh cho em xin cái tải nhá. Để xe đấy đi. Để xe đấy đi con. Ê, hào hứng con thỏ quá đâm ra này. Lấy xe để lái mà. Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của anh em bọn mình nhá. Ban nãy là mình vừa đi sang một cái xã bên cạnh các bạn. Mình có mua một con thỏ. Thì hai anh em hôm nay sẽ làm một món thịt thỏ các bạn, để gia đình ăn thôi. Vì lâu nay bọn mình cũng chưa ăn thịt thỏ lại. Cũng lâu lâu rồi đấy. Được không? Sẽ làm lâu không? Chắc dễ thôi nhỉ. Chẳng. Sạch luôn rồi à? Sắp sạch. Còn đấy, chân. Con thỏ nó trắng nhỉ? Mình mấy lần thứ hai ăn thịt thỏ phải không? Nhỉ? Thứ ba rồi. Lần thứ hai đi chứ. Kinh nghiệm. Bố tiết canh. Nãy định đánh tiết canh đấy nhưng mà hỏng mất rồi. Đây út đang ướp gia vị rồi. Hôm nay bọn mình cho xả với ớt thôi. Thế còn ở đây còn có cả món pịa nướng đây này. Pịa này nha. Pịa thỏ nướng. Chất lượng các bạn ạ. Mình nghĩ rằng cái pịa nướng kia có khi là sẽ tò mò hơn một chút. Nướng ở ngoài này cho nó sáng sủa hơn một chút. Nó cũng chả sáng nữa đâu, bây giờ nó 7 giờ đêm, à 7 giờ tối thôi. Nướng ở ngoài này cho nó sáng sủa hơn một chút. Nó cũng chả sáng nữa đâu, bây giờ nó 7 giờ đêm, à 7 giờ tối thôi. Hôm nay là kiểu khác đi một chút các bạn, bằng B40 này.
Có cái cảnh lúc đầu thả vào các bạn, mình bận nên là không có kịp quay. Cẩn thận mà nó cháy mất nhá. Đấy. Để thêm một tí nữa nhỉ. Sợ chết chứ. Ôi. Vàng rồi. Thọ nướng. Tiện này. Đó, món tiện nướng như này. Tiện nướng béo chưa nhỉ? Ừ. Chín rồi đấy nhỉ. Thấy vàng chưa? Chặt lá chưa? Chưa. Chặt lá đã. Một đống củi như này, than như này các bạn này, nhìn thấy chưa? Sướng chưa? Đấy. Chờ ra thôi. Úi giời. Cả gan nó luôn đó. Vào băm để chiến đấu thôi. Wow. Bịa thỏ. Đấy, cho ra đây nào. Phần ruột. Wow. Nha. Thịt trắng như thịt gà. Ôi, oh, thịt nhỉ? Sướng nhờ. Ừ. Rồi còn... Như thịt gà nhỉ? Trắng. Ừ. Ai xa. Nó bong thịt ra nhỉ? Bay hơi. Nóng lắm. Như trứng gà bông. Cái đầu để cái lại. Đầu không phải ăn đâu. Đằng nào cũng không ăn hết các bạn ạ, đâu ra cái đầu để lại thôi. Trắng nhỉ, thịt nó nhỉ. Rồi. Chứng tỏ là người nó lông nó màu trắng, đâm ra cái thịt nó cũng trắng. Đã xong. Gan thỏ. Nướng hết. Gấp lại này nha. Cái bộ phận này giống cái bộ phận của con ấy nhỉ. Sóc. Con sóc nhỉ. Cục này đúc to lắm rồi, keo hết. Cùng này chắc đắng lắm đấy. Ui giời. Ui giời, cùng này ăn. Cùng này sợ không ăn nổi quá đấy. Nhờ. Cùng này ăn. Mùi khác khác này. Cùng này bỏ thôi đây. Thôi bỏ bỏ bỏ. Cùng này. Đâu rồi. Mà nào. Hôm nay không có nước canh à? Không có nước canh nha. Đây vẫn có rau cỏ đầy đủ mà đây. Ăn dưa thay thay rau. Đấy. À, út còn lấy cả bột canh gì cho mà. Đâu. Này lại hôm uống nước ngọt nữa. Đấy. Uống nước ngọt nữa. Mới đi đâu nhỉ? Mời sau. Mời mọi người nhá. Mời các bạn nhá. Mời cả nhà đi. Mời cu nhá. Mời anh cu con nhá. Ấy giời. Đang ăn ấy rồi. Đang ăn thịt rồi. Tét miếng nào. Tét miếng gà. Cơm đấy bố ơi. Kèm một miếng nhạt thơm. Phá chứa chanh. Ngon lắm. Hôm nay thiếu mất tiết canh các bạn. Thôi để hôm khác con lần sau nhá. Làm một tí này. Tiết canh bố ơi. Phi à? Tiết canh bố ơi. Tiết canh. Tiết canh này không có. Bố tiết canh có mà. Đâu, làm thử miếng ruột non này xem nào. Ruột non kèm với rau xem. Cái bịa của nó như kiểu ấy nhỉ. Như kiểu ăn vào những cái cây phi tiêu ở trong vườn đấy.
Thơm phết chứ nhỉ? Ngon. Ngon phết chứ, đúng không? Nhìn lúc thái thì nhìn ghê ghê các bạn, nhưng mà ăn vào bột bột. Nếu mà mình đến con lấy cái cả. Nếu mà mình nhìn cái miếng thịt này, các bạn cứ tưởng tượng như kiểu là băm đôi con đùi ra, đôi cái đùi gà ra này. Thịt thò nó thế mà. Thò này chắc thì chả biết chấm vào cái gì. Chấm nước mắm à. Mắm vừng có vừng. Ngon. Cho vào cái cây như đứa trước mình quay vịt ấy nhỉ. Con này cơ bản là nhà chủ họ chọn cho mình, con cũng già già. Làm ra ăn nó cũng nó chắc thịt lắm, nó không bở thịt. Hôm nào bọn mình sẽ làm một con ra suối nướng các bạn ạ. Ra suối nướng. Cô đi không? Cho cô nghỉ hè cho cô đi nhá. Con đừng nghỉ mà. Nhà cả Tết mà. Con mặc cả nhà. Đúng. Ra suối nào? Ra suối ngoài kia kìa. Vậy ạ. Ông nào bố cho đi Vinh Tiền ấy. Suối đẹp lắm. Cái dưa này là trồng dưới vườn đấy các bạn này, chứ không phải mua đâu. Đây này các bạn này, cái sườn này thì mình không bị phải bị gỡ ấy. Không ra. Thử nó béo như sườn con cá ấy. Ăn ngon lắm. Ăn thử. Bịa nhà nó. Thỏ này ở trên rừng nó có đâu nhỉ bố nhỉ? Có chứ. À. Thỏ hoang, không có đâu. Ừ. Này là thỏ nuôi. Ở trên đồi có thỏ đi. Nạc nhỉ? Chả khác gì thịt gà. Cú lấy tương ớt đầy út chấm rồi nè. Chứng tỏ là con này ăn cũng ngon chứ. Nè. Nè. Nó to. Nó bảo kịch cũng chỉ 4 cân thôi mà. Phải 4 cân. Hôm nào phải làm con nữa các bạn, đánh tiết canh. Đúng ra là hôm nay có anh em suối á. Vâng. Suối. Anh em 4 cân. Anh em định làm. Vâng. Mình cân không hết pịa. Út không cân hết pịa đâm ra cho chó rồi. Cái món này pịa này mà ăn bờ suối xem có hết luôn đấy nhỉ? Vâng. Cái này nấu chắc là. Hát như kiểu cái lá gì trong vườn. Cái lá đấy, nó ăn cái lá đấy ở vườn đấy. Mà nó dày quá các bạn. Không. Có thỏ hay ăn chất lượng ấy. Cà lúa bố ạ. Thỏ thì chắc là chỉ có nướng là ngon nhất thôi. Cà lúa gì phải ăn. Anh đang cho thỏ ăn cà lúa. Ai bảo thế? Nhìn thấy trong phim. Con nhìn thấy trong phim á? Mình xin phép được kết thúc video này ở đây. Nếu các bạn thấy video anh em bọn mình hay thì ủng hộ anh em bọn mình một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên để lại bình luận của mình ở phần cuối cùng của video này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ anh em bọn mình. Có một lần mình mua nhà bác Quyền về đấy nhờ, hôm đấy ấy nhờ. Con đấy non đúng không? Con này nó già các bạn. Con này ăn da ăn thịt. Hôm nay đi mua họ cũng bảo là bắt cho con nào già mới bán.